Thưa quý vị, một siêu bão có tên là Moskva đang đổ bộ vào các nước phương Tây trong những ngày gần đây. Dự báo khi bão đi qua có thể can quét, thổi tung chính phủ các nước này và để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Đáng nói hơn, tâm bão đã lao thẳng đến Soledar, làm nổ tung sở chỉ huy đầu não của chính phủ Kiev gần với Soledar, khiến cho hơn 100 người trong bộ chỉ huy thương vong. Thêm vào đó là các bến phà ở Olokha cũng không giữ được hình dáng ban đầu. Thật là chẳng quá lời khi nói rằng, số phận của Ukraine và phương Tây lúc này chẳng khác nhau là mấy, tất cả đều đang nằm dưới bàn tay của Tổng thống Putin. Quả bom độc nhất vô nhị đánh tan sở chỉ huy Ukraine gần Soledar. Bộ chỉ huy đầu não của lực lượng vũ trang Ukraine gần Soledar đã bị tiêu diệt hoàn toàn khi máy bay ném bom chiến đấu Sukhoi Su-34 của Nga thả bom phát 1500 với mô đun bay lượn và hiệu chỉnh thống nhất. Quả bom đã đánh trúng trụ sở của nhóm chiến đấu độc lập Soledar gần làng Alexandro Kalidovo. Khoảng 50 quân nhân Ukraine ngừng thở ngay lập tức và 50 người khác bị thương. Hầu hết tất cả các thiết bị liên lạc, thiết bị quân sự và thành trì trong bán kính 100m đều bị phá hủy. Bom phát 1500 mạnh hơn gấp 3 lần và rẻ hơn nhiều lần so với tên lửa siêu vật âm Kinjal. Bom tạo cơ hội cho phi công sử dụng vũ khí mà không cần đi vào vùng phòng không của đối phương. Điều này giảm thiểu rủi ro cho cả phi hành đoàn và máy bay. Đồng thời, chuyên gia tin rằng độ chính xác của đòn đánh rất cao. Điều đó có nghĩa đây là một loại vũ khí mạnh mẽ mới mà Nga đang sở hữu. Thiếu tướng hàng không, anh hùng Nga Sergei Lipovoy lưu ý rằng Phát 1500 có khả năng tấn công cả các vật thể dưới lòng đất của quân đội Ukraine như sở chỉ huy, kho đạn công sự, hầm trú ẩn và cơ sở hạ tầng nằm dưới lòng đất. Một máy bay chiến đấu ném bom Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng bom Phát 1500 lần đầu tiên vào tháng 9. Các kỹ sư đã phải tạo ra thiết bị mới cho đạn để có thể nâng cao phạm vi thả bom. Phạm vi lệch tròn của quả bom lên tới 5m, trong khi khu vực bị ảnh hưởng vượt quá phạm vi 2km². Một chiếc Sukhoi Su-34 có thể mang theo hai quả bom phát 1500. Trước đây, tiêm kích Su-34 có thể sử dụng bom phát 500M62. Không giống như vậy, loại phát 1500 nặng 1,5 tấn, loại đạn này nhẹ hơn 3 lần. Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần đặt câu hỏi vì sao không thể hiểu bom lượn của Nga hoạt động như thế nào. Không chỉ phá tan sở chỉ huy, lực lượng vũ trang Nga lại tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên sông Danube. Và ban đêm, máy bay không người lái cảm tử Zarin tấn công bến phà ở Olokha. Trong loạt phim được truyền thông Ukraine công bố, có thể nhìn thấy rõ các tòa nhà và phương tiện bị cháy tại bãi đậu xe của bến phà Olokha Isaka. Ngoài ra, còn có báo cáo về thiệt hại đối với các kho thóc. Cụ thể, quân Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng, tòa nhà trạm kiểm soát, nhà kho, 30 xe tải bị hư hỏng, 6 xe tải bị đốt cháy và 2 tài xế bị thương. Các cuộc tấn công như vậy làm giảm năng lực hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine và rất quan trọng trong bối cảnh đối phương ngày càng sử dụng nhiều tàu không người lái. Ở mức độ tối thiểu, một phần đáng kể cơ sở hạ tầng dành cho máy bay không người lái trên biển được đặt ngay trên sông Danube. Liên tiếp nhận những đòn đánh trời giáng của Nga, giữ được mạng sống lúc này đã là điều may mắn đối với những người lính Ukraine. Họ còn chẳng mang đến chiến thắng hay là lòng tự tôn dân tộc, mà điều họ có thể làm để cứu lấy cái mạng này là đầu hàng với Nga. Theo một tài khoản Telegram đưa tin, người phụ trách súng phóng lựu của lữ đoàn tấn công dù số 82 của Ukraine đã quyết định tự giữ lấy mạng sống của mình. Vì vậy, anh ta đã gọi vào kênh Volga ở tần số 149-200 để xin đầu hàng. Khi nhận được tín hiệu muốn xin hàng của anh lính người Ukraine, quân đội Moscow đã trợ giúp cho anh lính ấy một chiếc máy bay để vượt qua chiến tuyến. Trong tháng qua, Volga đã nhận được những kết quả tuyệt vời. Binh lính Ukraine nhận thấy đây là một trong những cách tốt nhất để cứu mạng họ và ngày càng chuyển sang lựa chọn này, dẫn đến số lượng người tự nguyện đầu hàng ngày càng tăng. Trước đây, những người lính này được cho là hèn nhát, không đủ dũng cảm để hy sinh vì đất nước. Nhưng giờ đây, tất cả các suy nghĩ ấy đều được cho là thực tế, bởi vì Mỹ còn phải thừa nhận rằng đã quá mệt mỏi với Nga, kể cả mặt quân sự lẫn kinh tế. Gặp Nga là chỉ có đường thua mà thôi. Báo Mỹ tâm phục khẩu phục khẳng định Tổng thống Putin sắp thổi bay cả phương Tây.
Tờ Business Insider của Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Putin, người đã đặt cược sự mệt mỏi ngày càng tăng của phương Tây với việc viện trợ cho Ukraine, nay đang chứng kiến kế hoạch của mình đang trở thành hiện thực. Khi cánh hữu của Đảng Cộng Hòa khiến Quốc hội Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn vì phản đối thêm gói viện trợ cho Ukraine, thì Điện Kremlin đã giành được chiến thắng thuyết phục. Phát ngôn viên người Nga Dmitry Peskov cho biết, tình trạng hỗn loạn là dấu hiệu của sự ủng hộ phương Tây dành cho Ukraine đã bắt đầu sụp đổ. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tiếp tục cuộc xung đột lâu đến mức phương Tây cảm thấy mệt mỏi trong việc viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Nga Putin đang đánh cược rằng Ukraine thiếu nguồn lực và sự hỗ trợ để giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao sinh lực với Nga. Và ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định là đúng. Ukraine không thể đạt mục tiêu tuyển quân, nền kinh tế thì suy kiệt dưới áp lực chiến tranh và sự nhiệt tình duy trì mức viện trợ cho Kiev cũng đang ngày càng suy giảm ở cả Mỹ và châu Âu. Việc đặt cược và sự mệt mỏi của phương Tây đã đóng một vai trò nhất định. Hiện phe cực hữu của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ không chỉ phản đối mà thậm chí đã thúc đẩy việc bãi nhiệm ghế Chủ tịch Hạ viện của ông Kevin McCarthy. Nếu Quốc hội rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, viện trợ cũng có thể đột ngột sụp đổ và đó sẽ là tin xấu thực sự đối với Ukraine. Đây cũng là triển vọng cho bất kỳ cuộc đàm phán kết thúc xung đột nào. Trong khi tại Slovakia, đảng được cho là thân Nga đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Và ở Đức, phong trào chính trị cực hữu Kreuzberger với âm mưu lật đổ chính trị đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Joseph Borrell cho rằng, hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine nếu không có sự tham gia của Mỹ thì sẽ là không đủ. Sự kết hợp của những yếu tố trên có thể dẫn đến một bước ngoặt khi sự hỗ trợ của phương Tây dành cho chính quyền Kiev suy yếu dần hoặc là cạn kiệt. Trước đó, truyền thông Mỹ đã nhận định quyết tâm viện trợ cho Ukraine của phương Tây đang suy yếu khi xung đột kéo dài. Ấn phẩm chỉ ra rằng điều này bị tác động bởi việc Ukraine không thể chứng minh được thành công trên chiến trường. Điều này lại càng chắc chắn hơn khi tại hội nghị câu lạc bộ Vandai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát biểu chắc như đinh đóng cột trước tác động tiềm tàng của việc phương Tây ngừng hỗ trợ cho chính quyền Kiev. Hãy tưởng tượng, nếu ngày mai nguồn cung bị cắt, các bạn sẽ chỉ còn sống được một tuần khi hết đạn. Ông Putin đã nói như vậy tại hội nghị. Ông ấy cũng tuyên bố rằng Ukraine đã mất hơn 90.000 quân kể từ khi phát động cuộc phản công chống lại lực lượng Nga bắt đầu vào tháng 6 vừa qua. Trước đó, tại cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Tây Ban Nha, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell cho biết EU không thể thay thế Mỹ trở thành nhà tài trợ chính của Kiev. Ông ấy nói rằng, châu Âu có thể lấp đầy khoảng trống mà Mỹ đã để lại hay không? Chà, chắc chắn là không thể thay thế được. Không rõ Ukraine có thể kháng cự trong bao lâu, nhưng ít nhất Nga có thể biến nơi đây thành một quốc gia thất bại trong cuộc khủng hoảng vĩnh viễn. Nhưng chưa cần phải lo gì xa xôi, với kiểu chơi trên bàn cờ quân sự của Ukraine lúc này thì rất có thể sẽ mất nốt Odessa, Nikolaev, Dnipro, Kharkov và Sumy. Theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter, chiến dịch quân sự đặc biệt hiện tại của Nga trên lãnh thổ Ukraine trong tương lai sẽ kết thúc với việc Moscow giải phóng các thành phố như Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Kharkov và Sumy từ tay lực lượng vũ trang Ukraine. Theo vị chuyên gia, từng là cựu chuyên gia vũ khí của Liên Hợp Quốc và hiện là bình luận viên truyền hình, phần còn lại của Ukraine sẽ bị chia cắt bởi Nga và phương Tây, giống như kế hoạch Morgenthau áp dụng hai nửa đông tây của nước Đức sau Thế chiến thứ hai. Được biết, kế hoạch Morgenthau là chương trình ngăn chặn Đức phát động chiến tranh thế giới thứ ba trong tương lai, được đề xuất vào tháng 9 năm 1944 tại Hội nghị Quebec lần thứ hai, với sự tham dự của Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Mỹ khi ấy là Franklin Roosevelt. Trong cuộc trò chuyện trên kênh YouTube Ask the Inspector, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter đánh giá về cuộc xung đột đang diễn ra gây bất lợi cho Ukraine và cuộc đối đầu tại nơi đây sẽ không kết thúc cho đến khi Liên bang Nga nắm quyền kiểm soát thêm 5 khu vực nói tiếng Nga kể trên và sáp nhập chúng vào lãnh thổ của mình. Vị chuyên gia này tin rằng hậu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và sau thất bại trong chiến dịch phản công mùa hè năm nay của quân đội Ukraine,
người đứng đầu chính quyền Kiev sẽ bị mất quyền lực, còn lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sụp đổ do sự tàn phá của quân đội Nga. Moscow cũng sẵn sàng để sáp nhập thêm các lãnh thổ mới. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng nước này sẽ giành chiến thắng ở Ukraine và tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình. Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục cho tới khi chính quyền Kiev bị đánh bại hoàn toàn. Thắng lợi sẽ thuộc về chúng tôi và nước Nga sẽ có thêm những vùng lãnh thổ mới. Ông Medvedev đã nói hai thái cực của thế giới lúc này đã rõ như ban ngày. Một bên khốn đốn, một bên ngạo nghễ, hả hê. Thắng lợi tạm thời lúc này của Nga là hoàn toàn phụ thuộc vào đường lối chỉ đạo của Tổng thống Putin, người mà luôn ưa chuộng hòa bình và chưa bao giờ dao động trước kẻ thù. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại 7 tuyên bố cứng rắn nhất của ông Putin trong thời gian gần đây. Buộc tội phương Tây. Tại hội nghị kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, ông Putin cáo buộc các nước phương Tây tích lũy sự giàu có và ảnh hưởng qua nhiều thế kỷ, mở rộng không ngừng, thực hiện chủ nghĩa thực dân và bóc lột kinh tế. Ông chủ Điện Kremlin tin mô hình như vậy được xây dựng dựa trên sự chế ngự và phớt lờ lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác. Ông nói đây cũng chính là nguồn gốc của những căng thẳng hiện nay và chắc chắn sẽ đưa thế giới vào ngõ cụt, kêu gọi trật tự thế giới mới. Ông Putin nêu ra 6 nguyên tắc về quan hệ quốc tế mà Nga muốn coi là nền tảng của một trật tự thế giới mới, công bằng hơn. Chúng bao gồm việc bác bỏ các rào cản nhân tạo giữa các quốc gia, cũng như phản đối việc một cường quốc duy nhất ra lệnh theo ý nguyện của mình. Không ai có quyền kiểm soát thế giới bằng việc gây tổn hại cho những người khác hoặc nhân danh họ khẳng định Nga không tìm kiếm các vùng lãnh thổ mới. Theo ông Putin, Nga tập trung vào việc bảo vệ người dân ở Donbass và bán đảo Crimea. Trong cuộc xung đột với Ukraine, thay vì tìm kiếm các vùng lãnh thổ mới, ông tái khẳng định cuộc khủng hoảng hiện tại bắt nguồn từ vụ đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev vào năm 2014, vốn trao quyền cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và bị Crimea bác bỏ. Ông Putin nhắc lại việc bán đảo Crimea, có phần lớn cư dân nói tiếng Nga đã bỏ phiếu tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga ngay trong năm 2014. Trong khi các khu vực Donetsk và Lugansk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine cũng tuyên bố ly khai Kiev, hai nước Cộng hòa tự xưng này cùng với các vùng Kherson và Zaporizhia cuối cùng đã sáp nhập vào xứ sở Bạch Dương sau khi tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm 2022. Thống kê tổn thất của Ukraine. Ông Putin cho biết Moscow ước tính hơn 90.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong chiến dịch phản công quân đội Nga do Kiev phát động vào đầu tháng 6. Nhà lãnh đạo Nga thống kê thêm rằng các lực lượng Kiev cũng bị mất 557 xe tăng và khoảng 1.900 xe bọc thép trong nỗ lực này. Quả quyết, Moscow đã vượt qua các lệnh trừng phạt. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố nước này tái định hình thành công nền kinh tế theo hướng tự cung tự cấp và các thị trường mới kể từ khi Mỹ và Liên minh châu Âu lần đầu tiên áp đặt các biện pháp hạn chế với Moscow vào năm 2014. Chúng tôi đã vượt qua mọi vấn đề nảy sinh từ các lệnh trừng phạt và bắt đầu giai đoạn phát triển tiếp theo. Ông Putin nêu quan điểm về xung đột Nagorno-Karabakh. Ông chủ Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moscow đã bỏ rơi đồng minh Armenia khi Azerbaijan tái lập quyền kiểm soát đối với vùng đất ly khai của người Armenia ở Nagorno-Karabakh vào tháng trước. Chiến thắng của Baku và sự giải tán của lực lượng quân sự địa phương đã dẫn đến việc người Armenia ồ ạt di cư khỏi khu vực. Theo lãnh đạo Điện Kremlin, Nga đã làm mọi thứ có thể để hòa giải cuộc xung đột, đồng thời đề nghị với Yerevan một thỏa hiệp liên quan đến Nagorno-Karabakh. Ông đánh giá xung đột vũ trang là không thể tránh khỏi. Sau khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan chính thức công nhận vùng đất này là lãnh thổ của Azerbaijan, cảnh báo khả năng Moscow từ bỏ hiệp ước hạt nhân trọng yếu. Theo ông Putin, nhà chức trách Nga đã hoàn tất công việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa, phóng từ hầm chứa Shamat một cách hiệu quả. Ông tiết lộ thêm, Moscow cũng thử nghiệm thành công tên lửa hành trình vận hành bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Người đứng đầu Moscow cảnh báo, Nga có thể xem xét hủy bỏ việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vào năm 1996 vì hiệp ước này vẫn chưa được Mỹ thông qua. Ông cũng không loại trừ những phản ứng tương tự đối với các chính sách của Washington về vấn đề này. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé!
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.